cầu thủ mặc áo số 15 Phạm Văn Hùng rời sân, cầu thủ mặc áo số 92 Hà Minh Tuấn vào sân. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mặc áo số 88 Nazare Vichanabay rời sân, cầu thủ mặc áo số 21 Đào Đức Giang vào sân.